Quý vị đang nghe chương trình podcast của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được mến chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi Đồng 1, về chủ đề bệnh tay chân miệng các bạn nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì ngành y tế thành phố đang cảnh báo về dịch bệnh tay chân miệng có thể bùng phát trở lại. Vậy bác sĩ có nhận định gì về tình hình dịch tay chân miệng trong năm nay với tác nhân là EV71 không ạ? Chúng ta biết á, tay chân miệng á, thì nó là do virus đường ruột. Nó có rất là nhiều nhóm, thì nó có Coxsackie với là enterovirus. Thì chỉ có Coxsackie A16 và EV71 là gây thành dịch. Và nó rất là dễ hiểu. Người ta hay hỏi tôi là sao tôi tiên đoán được. Tôi nói dễ lắm. Mình ngồi ngoài phòng mạch hay là mình ngoài phòng khám, mình thấy bệnh thiệt là đông, nhưng mà trong nhập viện không có đứa nào hết, là Coxsackie A16. Còn nếu mình thấy rải rác, lâu lâu có thằng cao là có thằng vặt vảnh. Còn nếu mình thấy ngoài, ở ngoài nhiều, ở trong cũng nhiều, là 71 chấm hết. Và rõ ràng năm nay đó thì chúng ta thử ra liền, bây giờ toàn là 71 không thôi. Thứ hai là B5. Thì chúng ta ngày xưa đó, chúng ta không có làm cái chủng nào hết. Thì cái người mà làm chủng nhiều nhất á là nước Đài Loan. Nhưng bên họ là B. Nhóm B nó nặng lắm. Rồi Mã Lai nó cũng là B. Nhưng mà khi mà mình có nặng của đợt mình năm 2011 á, đó là C4. Thì cái C4 nó sau đó, trước đó hay sau đó thì mình không biết. Thì Trung Quốc nó cũng C4. Thành ra bên Đài Loan với lại bên Mã Lai á, là sợ nhóm B. Còn năm nay của mình là B5, nó giống như 2018. Người ta nói là năm 2011 á, là chết nhiều quá tại C4. Năm 2018 có gánh nặng nhưng mà không chết nhiều là nhờ B5. Nhưng theo tôi có thể là năm 2018 mình quen rồi. Mình chữa nó giỏi rồi, mình tuyên truyền nó cũng tốt rồi. Năm nay là năm nào? Năm nay là năm 23, là cũng mấy năm rồi. Thì có khả năng là B5 nhưng mà vẫn có thể là nặng. Như vừa nãy bác sĩ có nói, thì đợt dịch tay chân miệng năm 2011 được xem là một đợt dịch lớn của thành phố. Vào thời gian đó thì không biết là có trường hợp nào trong số trẻ em mắc tay chân miệng mà bác sĩ ấn tượng nhất không ạ? Trong cái năm dịch mà 2011 á, thì đúng là tất cả nhân viên y tế của khoa nhiễm á, nhân sự khoa nhiễm đều rất là căng thẳng, cũng giống như bệnh viện căng thẳng. Cái mà ấn tượng nhiều á, đối với tôi á, là những đứa nhỏ nó bị tay chân miệng nặng á, nó rất là tỉnh táo. Ngoài cái cơn giật mình rung chi của nó, mình nói chuyện nó vẫn tỉnh táo. Và mình đoán biết được là nó nặng, trong khi mình nói chuyện với nó, mình đoán biết là nó nặng. Thành ra cái việc mà ví dụ như có một em bé, mình thấy được cái khuôn mặt của nó, mình biết là nó rất là nặng rồi, nhưng mà bố mẹ thì không hình dung được. Tại đó họ cũng không có kinh nghiệm, không được trao dồi vậy đó. Thì thấy em bé đó, tôi có quay hình lại, tôi biết là lúc đó cái khả năng điều trị của mình á, và cũng như là cái thuốc á, mình chưa có kinh nghiệm nhiều. Thì tôi biết là đứa đó tử vong, tôi đoán là đứa này có khả năng tử vong. Trong khi người nhà không đoán được, người nhà nghĩ là nó nói chuyện được, nhưng mà với kinh nghiệm của tôi thì biết là đứa này có khả năng tử vong. Và cuối cùng một điều không may là em bé nó cũng tử vong luôn. Nhưng mà sau đó thì ngược lại mình cái điều đó nó xảy ra không phải cho bản thân tôi, mà nó có thể xảy ra cho rất cả bác sĩ khác. Nhưng một số bác sĩ khác trẻ hoặc là bác sĩ không có kinh nghiệm thì người ta không có hình dung được cái chuyện đó để người ta giải thích cho người nhà là cái yếu tố nguy cơ. Là cái đứa này nhìn như vậy đó nhưng mà nó có khả năng tử vong. Thì sau đó mình phải huấn luyện lại cho những bác sĩ khác cũng như là cho người nhà, để người nhà hiểu là dù nó tỉnh như vậy là phải tới bệnh viện, bởi vì nó đã có cái giật mình hoảng hốt rồi. Thì cái điều đó rất là quan trọng, để mà từ cái kinh nghiệm của năm 2011 đó, mình cố gắng làm sao phụ huynh mang con tới sớm để mình cứu được nhiều đứa hơn. Dạ, vậy bác sĩ có lời khuyên gì dành cho phụ huynh để phòng ngừa và đối phó với bệnh tay chân miệng hả? Đối với tay chân miệng thì chúng ta biết là cái việc phòng ngừa đó không bao giờ một người làm được đâu, mà phải nhiều người cùng làm. Và cũng không bao giờ cái ngành y tế làm được đâu, mà chính phụ huynh rồi bên giáo dục, mình phụ nhau mình làm mới có thể ngăn được cái bệnh tay chân miệng. Chúng ta biết tay chân miệng là bệnh gì cũng vậy thôi, thì cũng như tay chân miệng thôi, thì phòng ngừa nó quan trọng lắm. Nếu mình phòng ngừa tốt thì số ca bệnh nó sẽ ít đi, mà số ca bệnh ít đi thì số ca nặng ít đi, mà số ca nặng ít đi thì bác sĩ mới có thì giờ mà chữa. Chứ còn nó đông quá, bệnh nhiều quá, số ca nặng nhiều quá thì chắc chắn mình chữa, mình không thể nào chữa chu toàn được cho tất cả các em bé được. Cho nên cái việc phòng ngừa nó quan trọng lắm cho cái việc tay chân miệng.
đó là người bệnh, em bé bệnh phải ở nhà 10 ngày. Sắp có bệnh thì phải biết là mình có khả năng bị bệnh để mình phòng ngừa trong việc rửa tay, ăn sạch, uống sạch. Rồi trong lớp cũng có thể bệnh thì phải biết là trong lớp nếu có đứa bệnh thì coi chừng có đứa khác bệnh. Thì mình phải đưa ra kế hoạch là các cháu rửa tay như thế nào, rồi phát hiện sớm như thế nào. Mà nếu có một ca bệnh thì mình phải vệ sinh cái phòng ốc như thế nào. Mà nếu mà chúng ta làm tốt như vậy đó thì số ca chắc chắn nó sẽ giảm xuống trong khi mình chờ đợi có vaccine. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Trương Hữu Khanh đã có những chia sẻ rất là hữu ích. Thời lượng chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.